nhà nước, chính phủ, quốc hội, mặt trận tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các quân ủy trung ương, thủ trưởng bộ quốc phòng, các bộ ban ngành đoàn thể trung ương, kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện các đảng bộ, chính quyền đoàn thể, các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội và toàn thể nhân dân các địa phương. Kính thưa các nhân gia đến các đồng chí liệt sĩ, kính thưa đương hồi các đồng chí liệt sĩ, hôm nay trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, thường vụ đảng ủy bộ tư lệnh quân chủng phòng không không quân và đảng ủy chỉ huy trung đoàn không quân 978 tổ chức trọng thể lễ truy điệu 9 đồng chí liệt sĩ hy sinh và thành viên tổ bay của lữ đoàn không quân 978 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí và tham quyến, máy bay Ba Sa 212 số hiệu 8983 của lữ đoàn không quân 978 trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thi công và máy bay Su 30 lâm vào K2 của trung đoàn không quân 923 sư đoàn 371 đã không may gặp sự cố bất ngờ và xảy ra tai nạn lúc 13:30 ngày 16/6/2016 tức ngày 12/5/1975. 9 đồng chí phi công và thành viên tổ bay thân yêu của chúng ta đã hy sinh. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với quân đội nhân dân Việt Nam, quân chủng phòng không không quân, lữ đoàn 978 và gia đình các đồng chí. Một, đồng chí Lê Kiên Toàn, lữ đoàn trưởng phi công cấp 1, lái chính máy bay Casa 272, lữ đoàn không quân 978, quân chủng phòng không không quân, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh ngày 20 tháng 8 năm 1960,